ám ảnh một đời người lấy đi nước mắt. Mùa thu năm đó tôi 12 tuổi. Đây là khoảng thời gian thê thảm nhất của gia đình tôi. Phụ thân tôi bệnh nặng phải phẫu thuật, mất khả năng lao động. Anh hai tôi thì rớt đại học. Còn mẹ tôi thì dựng làm nông trường, khiến cho 10 mẫu lúa đang bị trổ, thất thu hết. Cũng vào thời điểm đó, tôi bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng, thở thoi thóp cần truyền máu gấp. Trong nhà tôi lúc này nợ nần ngập đầu. Mẹ tôi tìm đủ cách để xoay sở, cũng không biết kiếm đâu ra tiền để cho tôi truyền máu. Trong lúc cả nhà lo lắng vì bệnh tình nguy cấp của tôi, thì bà láng giềng họ Lý bước qua, nghiêm trang bảo với mẹ tôi: "Thiểm Từ à, mau ra phía sau nhà mà xem, heo nhà bà đẻ rồi kìa." Mẹ tôi được nhắc như sực tỉnh, vội chạy nhanh ra chuồng heo phía sau, thấy heo mẹ đang lè lưỡi liếm sạch máu dính trên mình của heo con. Mẹ tôi bật khóc, bà mừng và cảm kích vì heo mẹ sinh lứa con này xem như cứu nguy kịp lúc cho gia đình. Bà bèn trồng cây giao tiên gần chuồng heo, tỏ ý là tri ân cảm tạ. Khi mẹ tôi giúp heo sinh con xong, thấy heo nái mệt lả đến sùi bọt mép, nó không ngừng thở lấy hơi. Mẹ tôi biết là tuổi nó đã cao, cũng đã làm giàu cho nhà tôi gần 9 năm rồi. Lứa heo này có đến 16 trụ. Mẹ tôi thấy heo mẹ mệt, vội sai anh tôi đem sữa đậu nành đến cho nó uống. Heo mẹ cảm kích ve vẫy hai tay. Mẹ nhìn lứa heo hồng hào mập mạp bảo anh tôi: "Lần này tốt rồi, xem như hàng sơn được cứu, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Heo con phải nuôi dưỡng ít nhất là 3 tháng mới có thể bán, mà bệnh tình của con thì ngày một nặng. Ngay lúc heo con sinh ra được 10 ngày thì tôi phát bệnh nặng đến không thể xuống giường. Trong tình cảnh đó, mẹ tôi lòng nóng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui mãi trong nhà. Cuối cùng bà thở dài rồi bảo anh tôi: "Tuyền ơi, con vào trong sớm mời Vương Đồ Tể tới, mình đem heo nái bán lấy tiền trị bệnh cho Hằng Sơn." Anh tôi nghe mẹ nói buồn bã đứng chết chân, sau đó mới khuyên can: "Mẹ ơi, heo mẹ đang còn sống, heo con rất cần bú sữa. Bệnh em Sơn dù quan trọng nhưng heo mẹ cũng rất cần được sống mà mẹ." Nhưng cuối cùng anh tôi mắt đầy lệ, đành lủi thủi đi vào trong xóm để tìm Vương Đồ Tể. Mẹ tôi gấp rút dựng bếp bắt một nồi lớn cạnh chuồng heo lên nhóm lửa nấu nước. Khi Vương Đồ Tể tới nơi, ông đến gần chuồng heo xăm soi quan sát rồi thở dài bảo mẹ tôi: "Thiểm Từ à, coi như tôi giúp bà làm phước. Thật ra dù có giết con heo mẹ này thì cũng chẳng có được bao nhiêu thịt đâu." Nước đã sôi sùng sục, mẹ tôi mở chuồng heo. Heo nái dự đoán biết được nên mặc cho mẹ tôi cầm ca sữa gọi dữ đến mấy, nó vẫn đứng chết chân trong chuồng không chịu đi ra. Hết nhìn mẹ, nó lại nhìn anh tôi. Sau đó nó không ngừng dùng lưỡi điếm các con nó đang chơi giỡn đuổi nhau trong chuồng. Đột nhiên nó ngã lăn ra rồi cất tiếng ộp ộp, phát tín hiệu gọi bú sữa. Các con heo con vừa nghe tranh nhau chạy tới, nằm dàn ngang quanh bụng mẹ và bú chuồng chục. Mẹ tôi thở dài bảo Vương Đồ Tể: "Thôi thì ông hãy đợi vậy, để cho con nó bú sữa lần cuối nha." Vương Đồ Tể gật đầu. Heo con bú sữa no nê liền tản ra chơi đùa, nhưng heo mẹ vẫn không ngừng cất tiếng kêu gọi con tới bú sữa. Mãi đến khi con heo cuối cùng rời vú mẹ thì lúc này heo mẹ mới ngóc dậy từ từ đi ra ngoài. Khi heo mẹ ra khỏi chuồng, nó quay lại nhìn đàn con với vẻ bệnh rịnh lưu luyến. Mẹ tôi bị tình cảm của heo mẹ làm cảm động, bà quay mặt đi lau nước mắt. Còn anh tôi thì đứng chôn chân tại chỗ. Vương Đồ Tể lẩm bẩm một mình: "Thuở giờ tôi chưa thấy con heo đái nào mà thông minh, tính khí giống như người ta đến như vậy. Heo mẹ nó muốn làm cái gì vậy?" Ông Vương lắc đầu tỏ ý không hiểu. Chạy một hồi mọi người mới phát hiện ra hai hàng vú heo đã căng sữa đến xa cả xuống. Từng dòng sữa trắng đang tuôn chảy. Té ra heo mẹ chạy như vậy để kích thích tuyến sữa chảy ra. Nó muốn cho con mình được bú no đủ một lần nữa. Nhưng mặc cho heo mẹ cất tiếng gọi đám heo con ngây thơ vẫn không chút lay động. Anh tôi bị nghĩa cử của con heo mẹ làm cho rơi lệ đầm đìa.
Một thanh niên 20 tuổi như anh tôi đã bật khóc to, cất tiếng cầu cứu. Mẹ ơi, con van xin mẹ đừng giết con heo nái có được không? Bệnh của em Sơn, hãy để con nghĩ cách nha. Phương đồ tể lẳng lặng ôm đồ nghề bỏ đi. Mẹ tôi nước mắt đầm đìa, gật gật đầu. Lúc này, heo mẹ chẳng để chủ tổn sức gọi mình, nó bước từng bước đi ra khỏi chuồng heo. Sau đó tôi nhờ truyền máu mà được cứu, đó là do anh tôi hiến máu cho tôi. Sau này heo mẹ lại sinh trên nhà chúng tôi 7-8 lứa heo nữa. Trong lần sinh cuối cùng, heo mẹ bị sản nặng mà chết. Cả nhà im lặng chảy nước mắt. Cuối cùng mẹ tôi đề nghị đem chôn nó dưới cái cây cạnh chuồng heo. Đến giờ, mỗi lần anh em chúng tôi về nhà thăm song thân, luôn chiều mến nhìn cái đại thọ, cành lá xum xuê cạnh chuồng heo, và bồi hồi nhớ đến con heo mẹ nghĩa tình mà trong nhà đã từng nuôi. Quý Phật tử và quý thính giả thân mến, dân gian có câu ở hiền gặp lành, gieo gió gặt bão. Ở đời có những người ăn ở đức độ hiền lành nhưng gặp nhiều tai họa bất hạnh. Lại có những kẻ bất nhân thất đức, song lại được hưởng nhiều ưu đãi của số phận. Nên đã có nhiều người cho rằng luật nhân quả của Phật giáo là sai lầm, là không phù hợp. Nhưng họ đâu có hay, luật nhân quả không hề phụ thuộc vào thời gian. Thế nên mới có nghiệp nhân đưa ngay kết quả trong kiếp này, có nghiệp nhân tạo trong kiếp này đến kiếp sau mới bị quả báo. Cũng như có những nghiệp được tạo từ đời trước đến đời này mới gặp duyên mà thành quả. Qua câu chuyện sau đây, chúng ta thấy được rằng nhân quả không bị bỏ sót. Kẻ ác trong câu chuyện đã trải qua cực khổ và kéo theo quả báo ở cả những đời sau này. Những quan chức ác ôn, vì sao thần linh không xử lý được? Tối hôm đó tại nhà ông Tiều Lên Xác, người chuyên cho thần tài nhập xác đoán chuyện các hung, sau khi tôi, còn gọi là thầy Toàn, và cậu cháu Po ngồi lại nói chuyện giảng với chủ nhà, chờ cho những người hàng xóm của ông ra về, ông Tiều mới đóng cửa lại và ngồi xuống trước bàn thờ thần tài, thắp nhang và lâm râm niệm chú. Khác giới ở dòng giữa ngoài chợ hoặc những nhà ở trong vùng quận đó, khi người ta muốn cầu thần tài về nhập xác cho số thì họ phải kiếm một cậu bé ngồi làm xác, rồi mọi người chung quanh cùng nhau đọc chú khoảng trên 10 lần thì thần mới nhập về. Còn ông Tiều thì là người đã được ông thần hoàng địa phương chọn và tự nhập vào. Cho nên bất cứ lúc nào, dù ngày hay đêm, hễ ông Tiều muốn thần hoàng hay thần tài về, thì ông Tiều chỉ cần thắp nhang niệm chú, cầu thần là được ngay. Lúc đó trời đã khuya, mọi người trong nhà đều vào buồn ngủ. Phòng ngoài chỉ còn ba anh em chúng tôi và ông Tiều. Sau khi thần nhập vào ông Tiều, thần vừa lắc lư thân mình, vừa cười ha hả sang sảng. Tôi liền hỏi, thưa thần, tôi có một chuyện quan trọng mà bản thân đang thực hiện, xin hỏi là có được thành công hay không? Thần liền bấm bấm mấy ngón tay như kiểu bấm độn, rồi lắc đầu nói, chuyện này chưa được đâu, nhà ngươi sẽ di chuyển nhiều, nhưng không đi được xa và cũng không gặp gì nguy hiểm cả. Nghe vậy trong lòng tôi bỗng thoáng buồn, vì lúc đó tôi lặn lội từ Sài Gòn xuống vùng ven biển này. Mục đích của mình là tìm đường cứu nước, tìm đường vượt biên. Mà bây giờ, ông thần tài lại nói câu không đi được xa. Như vậy là chuyện vượt biên thất bại. Tuy buồn thì buồn, nhưng với bản tính luôn tự tin vào câu tận nhân lực, tri thiên mạng, nên tôi vẫn bình tĩnh, thản nhiên hỏi tiếp. Thưa thần, thời gian trước ở ngoài chợ, tôi đã gặp thần trong xác của một thằng nhỏ. Sau này gặp thần ở đây, trong xác của ông Tiều. Mà tôi biết ngoài chợ cũng như tại đây, có rất nhiều nhà, khoảng chập tối là cầu thần tài lên xác để xin số. Người ta cầu thần tài cùng một lúc, mà chỗ nào cũng có thần tài nhập về. Như vậy làm sao chính ông có thể ở khắp trong cùng một thời gian mà cho số? Hay là ai đã nhập về xác mà xưng thần tài vậy? Tôi vừa dứt lời thì ông thần tài bật cười lên ha hả. Ông đáp,
Từ trước nay, người dân hỏi ta đủ thứ chuyện, nhưng chưa từng có ai hỏi như nhà ngươi. Khéo hỏi lắm. Ta nói cho nhà ngươi biết, thần tài chúng ta có đến 5 anh em. Ta đây là anh cả, và anh em ta ai ai cũng có phép phân thân, nên cùng một lúc có thể xuất hiện ở các nơi khác nhau. Hơn nữa, thí dụ như ta đang nhập vào xác ở đây, và 4 em khác của ta cũng đang nhập vào xác ở nơi khác. Cùng lúc ngoài chợ, một nhóm người lại đang cầu khẩn ta. Nếu ta thấy chuyện không khẩn cấp, thì xong việc ở đây, ta mới biến thân nhập vào nơi cầu khẩn ở chợ sao? Đó là tại sao có những nơi người ta cứ phải đọc chú thỉnh cầu ta nhiều lần rồi mới thấy ta về. Nghe vậy, tôi liền xá ông thần tài một xá rồi hỏi tiếp. Hay quá, cảm ơn thần đã giảng nghĩa những chuyện mà tôi cứ thắc mắc hoài. Nhưng tôi vẫn không rõ lắm về chuyện thần cho số trong nhà anh Lộc ngoài chợ, rồi thần lại nhập về đây nữa. Khoảng cách từ chợ đến đây gần 20 cây số. Tôi cứ tưởng là mỗi nhà đều có 5 ông thần tài riêng. Sao mà thần lại ở 2 nơi như vậy? Thần tài lại cười rộ lên và đáp. Hỏi hay lắm, hay lắm. Ở đây, dân chúng khi cầu thấy ta nhập về, họ đều gọi ta là Tùa Côn, nghĩa là ông thần anh cả trong 5 anh em thần tài, chứ chưa có ai hỏi ta tỉ mỉ như nhà ngươi. Nên sẵn đây ta nói cho các ngươi biết, ta là thần coi việc tài chánh của cả cái huyện này đó, chứ không phải ở riêng trong một căn nhà nào cả. Nghe thần nói, tôi càng thấy thích thú thêm về thông tin của một thế giới khác, nên tôi hỏi tiếp. Thần nói thần coi cả một huyện, như vậy thần hẳn phải có nhiều quyền năng lắm, cũng như có nhiều phép thần thông nên mới biết trước được những con số sẽ sổ ra từ những thành phố xa xôi. Tôi không biết thần có thể làm được những chuyện tào lạ, ủa lộn, chuyện khác lạ không? Thần cười ha hả hỏi tôi, nhà ngươi muốn hỏi chuyện khác lạ là chuyện gì? Ta biết có một tên trưởng công an giết người vượt biên hàng loạt rồi chôn xác ở ven biển. Hắn thì nhậu xỉn, còn khoe nguyên một cọng dây thắt lưng bằng vàng 24K của người vượt biên làm, giấu định đem theo, đã bị hắn lấy và đeo trong lưng. Nên tôi nói, tôi biết một người là trưởng công an, mà người này ác quá, hắn cướp của giết người, vậy thần có thể bẻ cổ hắn được không? Nghe tôi hỏi, thần trợn mắt lên và đáp, nó lớn hơn tao, nên làm sao tao bẻ cổ nó được? Quá ngạc nhiên khi nghe thần nói như vậy, nên tôi hỏi tiếp. Bạch thần, con thấy ngài thần thông quảng đại, còn tên trưởng công an, hắn xuất thân chỉ là thằng chăn trâu, dốt nát, học có lớp 1, lớp 2, biết đọc biết viết sơ sài, chỉ có một ngón tay biết ngoéo cò súng giết người mà thôi. Nhờ theo cách mạng lâu năm nên mới trở nên quan. Như vậy làm sao mà nó lại lớn hơn thần được chứ? Thần cười ha hả đáp, nhà ngươi chưa hiểu hay nhà ngươi đã quên luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy hả? Nghe đây, bất cứ ai trong kiếp này, cho dù dốt nát, cho dù tàn ác, nhưng họ vẫn giàu, vẫn sung sướng, là vì đời đời kiếp trước họ đã làm được những điều phước đức gì đó, nên kiếp này họ được hưởng những phước báo đó. Ví như ai đó trồng lúa, thì 6 tháng sau có lúa có gạo mà ăn. Ăn hết mà không trồng lại lúa, thì chỉ còn ăn cỏ. Và với những người giàu có như vậy, có nhiều phần ta hơn họ. Nhưng những người mà hiện tại đang làm quan, thì do họ cũng gây được nhiều phúc phận, để sau này có thể làm quan từ nhiều đời trước. Mà khi đã làm quan, cho dù nó dốt như thằng chăn trâu, thì cái chức quan ở dương thế luôn luôn cao hơn cái chức của ta. Có thể vị thần tài này chức tước chưa có lớn lắm trong số các vị thần trong siêu hình. Do đó ta mới nói nó lớn hơn ta,
và ta không thể làm gì nó được. Nhất là thời buổi này, sâu bỏ lên làm người, cho nên có rất nhiều người dốt nát mà được chức cao vọng trọng. Nhưng quy luật tuần hoàn bây giờ âm thịnh dương suy, nên người dốt làm quan, ma quỷ xuất hiện nhập ám người nơi nơi, chùa chiền đổ nát, sư sãi lang thang, nhân dân đói khổ. Không bao lâu nữa, từ từ sẽ đến thời âm suy dương thịnh, lúc đó xoay dần lại, chùa sẽ mọc lên như nấm, hết cấm chợ, nhân dân sống khá hơn, sao rồi đến nhiều người có tâm huyết tài giỏi xuất hiện làm quan, lúc đó mới thực sự là tốt. Còn cái tên trưởng công an mà ngươi nói là ai? Ta đã biết, tuy rằng bây giờ ta không làm được gì nó, nhưng chính nó hại nó mà thôi. Vì quá tàn ác nên nó đã tự làm giảm thiểu tuổi thọ. Hơn nữa, những người đầu thai về làm con của nó cũng là những kẻ bất nhân, cho nên không bao lâu nó sẽ đền tội ác. Nói một hơi đến đây, thần lắc đầu chắc lưỡi, rồi không cho tôi kịp hỏi thêm gì, thần tiếp. Ta đã tiết lộ thiên cơ quá nhiều rồi, ta thăng đây. Thần thăng một cách đột ngột, khiến tôi vừa ngẩn ngơ vừa tiếc là không được hỏi thêm nữa để biết nhiều hơn về một thế giới ẩn, nhưng vẫn tác động và ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Từ lúc gặp ông thần tài, chuyện ông cho trúng số bằng kiểu giết cho số một cách bí ẩn thần kỳ đã làm tôi phục lăng. Chỉ có một điều mà tôi không bao giờ tưởng được là khi một người đang làm quan ở dương thế thì người đó có khi còn lớn hơn một số thần trong cõi âm nữa. Thế nên ta thấy những tên quan ngu xuẩn tàn ác, hèn với giặc, ác với dân mà vẫn sống phay phay giàu có, chỉ vì họ đang hưởng những phúc báo của kiếp trước mà thôi. Tôi cứ ngẫm nghĩ rồi lại nhớ đến những đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy trong Trường Bộ Kinh. Tôi nhớ mang máng là có những người nhờ tạo phước báo nên chết đi được thờ cúng, có những người được sanh trở lại làm thần làm thánh. Nhưng chỉ trong thời gian nào đó, khi phước báo hết thì họ vẫn phải tái sanh lại làm người. Hơn nữa, chính miệng thần đã nói, nhà ngươi chưa hiểu hay nhà ngươi đã quên luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy hả? Như vậy, ông thần tài đã gián tiếp công nhận Đức Phật là có thật và luật nhân quả của Đức Phật dạy là chuẩn xác. Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thấy sáng ra thêm được nhiều điều mà hôm nay ngồi viết lại kể ra qua ký ức, tôi càng có cảm tưởng như ngày nào được ngồi đối thoại với ông thần tài mà nghĩ như là một giấc mơ chỉ mới thoáng qua thôi. Những lời tiên đoán của ông đã đúng. Tên trưởng công an ác ôn đó không bao lâu lâm bệnh mà chết yểu, gia tài bị con cái phá tan và đàn con cũng tàn mạc không ra gì cả. Quán ngôn cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán Ngon Cao Cấp, làm ăn rất phát đạt. Khách ra vào tấp nập, cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục phịch, mặt Tây Âu, mặt mày hớn hở, ngồi nơi quầy thu ngân, sau máy đếm tiền. Tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng,
sòng bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng, nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya, quán phải mướn thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt. Miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội, mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu." Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích. Không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Phỉ bán Phật Pháp phải sám hối. Hủy bán Phật Pháp, nhất là Pháp Đại Thừa, quả báo rất nặng. Trong kinh Phật Thuyết Diệu Pháp Quyết Định Nghiệp Chướng có ghi: nếu chúng sinh nghe thuyết Đại Thừa, tâm không vui sinh hủy bán, nên biết đó là quyến thuộc của tà ma. Do khởi tâm hủy bán kinh điển Đại Thừa, chết xong sẽ đọa A Tỳ, chịu vô lượng khổ, sau đó sinh vào loài ngạ quỷ, ăn lửa, ăn phân, đàm, giải, chịu khổ vô lượng kiếp, xong thì sinh làm người phong cùi, bị mù, điếc, câm, ngọng, các căn không đủ. Những chúng sinh này trải qua vô lượng kiếp sinh tử, cuối cùng mới được gặp Phật thờ phụng cúng dường. Vì vậy, khi nghe Phật thuyết kinh Đại Thừa, nên giữ tâm trong sạch, không tạp niệm. Tiểu Quách là một sinh viên cao lớn, anh tuấn, vừa tốt nghiệp đại học xong, đang chuẩn bị sang Mỹ du học. Nhưng anh mắc một tâm bệnh rất khó trị, vì vậy đã tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Vừa gặp mặt nhau, Tiểu Quách lộ vẻ thống khổ bày tỏ: "Trời ơi, tôi phạm phải lỗi rất lớn. Tôi biết là mình không đúng, nhưng chẳng tài nào khống chế được. Phải làm sao đây?" Nghe vậy, tôi liền hỏi: "Lỗi gì nặng nề? Lại biết rõ sai trái mà không khống chế được, là ghiền ma túy hay tà dâm?" Tiểu Quách đáp: "Không phải mấy thứ đó, còn nghiêm trọng hơn nữa kìa. Tôi học Phật mấy năm nay, hiện tại có thể ăn chay, tụng kinh, phóng sinh, nhưng lại mắc phải một bệnh rất lớn. Là mỗi khi tôi xem kinh, thấy trong đó ghi, phải cung kính Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, chẳng nên cuồng vọng phỉ báng, nếu không sẽ bị quả báo. Là tôi liền khởi tâm hoài nghi chẳng tin, có lúc còn cố tình phỉ báng Phật Pháp, để xem thật có quả báo chi chăng. Một lần nọ, tôi thấy trong kinh Lăng Nghiêm viết, ông tu Tam Muội nhằm xuất trần lao, tâm sát chẳng trừ,
Trần không thể xuất. Cho dù ông đa trí, thiền định hiện tiền, nếu chẳng dứt xác, ắt đọa thần đạo. Khi xem xong đoạn này rồi, tôi liền sinh tâm nghi. Còn nãy ấy sai người nhà đi mua cá về giết ăn, để xem có quả báo gì chăng. Do vậy mà tôi phá giới, sát sinh. Sau đó rất hối hận, biết mình làm thế là không đúng, nhưng không hiểu tại sao chẳng tự khống chế được. Anh đã nhận ra đó là lỗi, biết mình làm không đúng thì phải phát tâm sám hối. Tuy tôi biết là không đúng, nhưng lắm lúc vẫn muốn moi móc, kiếm tìm các điểm trong kinh Phật để phỉ báng. Tôi tự biết như vậy là có lỗi, nhưng lại không thể sửa. Điều này khiến tôi rất sợ. Phải làm sao đây? Nhìn Tiểu Quách ương bướng cứng cỏi như khói đá, tôi nghĩ chỉ có thể dùng pháp kim cương để đánh tan tính ngông cuồng này thôi. Tôi bèn làm mặt nghiêm, đanh thép nói: Anh có biết phạm tội bán Phật bán pháp là phải đọa vô gián địa ngục hay không hả? Nếu anh không phát tâm tha thiết sám hối, là tự làm uổng phí đời mình, bởi vì tội ấy mà phải đọa địa ngục. Thật ra trong tiền kiếp của anh đã mấy đời tu hành, tọa thiền khổ hạnh, nhưng lại có trí kiến bất chánh, y như 50 loại ma ngũ ấm trong kinh Lăng Nghiêm Phật từng mô tả. Do trong lúc thiền định, anh thấy đủ cảnh giới lạ như gặp Phật, thấy cuộc quốc độ chư Phật, các hào quang Phật, vân vân. Anh liền tự cho mình đã chứng thánh, đã khai ngộ, rồi khởi tâm ngã mạn, cống cao, kiêu căng đến cực độ. Phật từng cảnh báo, nếu thấy cảnh lạ, không mê đắm, chấp trước thì đó là điều tốt, còn nếu tự cho chứng thánh tất lạc vào đường tà. Do vậy mà anh bị ma thừa cơ nhập dựa, xúi làm sai trái, để anh đọa thẳng vào quỷ đạo. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đời này nhờ thiện duyên chín mùi, nên anh có phúc được mang thân nam tử tướng mạo khôi ngô, được tiếp xúc Phật pháp. Nhưng nếu anh chẳng biết nắm bắt dịp may, tranh thủ tu hành, lo phá trừ tà kiến, ngã chấp, thì là uổng phí hết duyên lành. Tiểu Quách có vẻ kinh hoảng, hỏi: Vậy tôi phải làm sao? Khi trở về, anh cần phải đem những kinh Phật mình từng phỉ báng, cung kính đặt trên Phật đường hoặc nơi khiết tịnh, rồi quỳ xuống thành tâm sám hối các tội ác, bán Phật bán Pháp đã qua, và phát thệ không tái phạm nữa. Xong anh thành tâm lễ bái sám hối, ngày ngày đều phải làm như vậy, cho đến khi tâm anh thật sự thanh tịnh, không còn chút ý niệm phỉ báng. Anh phải xem kinh Lăng Nghiêm, học thuộc lòng 50 loại ngũ ấm ma để phân biệt cho rõ, và phải tụng thuộc chú Lăng Nghiêm hồi hướng. Cầu Phật lực gia trì mình có đủ chánh tri, chánh kiến, tâm bồ đề kiên định bất thoái. Anh có làm được hay không? Làm được. Làm được. Tôi biết rồi. Cuối cùng, tôi cũng tìm được phương thuốc nhổ tận gốc căn bệnh bất trị này. Thế thì may quá, bệnh tôi có hy vọng khỏi rồi. Nhìn Tiểu Quách tỏ vẻ ăn năn và mừng rỡ, tôi thành tâm cầu cho anh sớm thành đệ tử chân chánh của Phật, ngày sau đóng góp một phần công sức hoằng pháp cho Phật giáo. Cố gắng nha, Tiểu Quách. Giải thích. Trong kinh Niết Bàn, Phật khai thị: Ca Diếp, trên thế gian này có 3 loại bệnh nan y mà người ta hay mắc phải. 1. Phỉ báng kinh Đại Thừa. 2. Tạo tội ngũ nghịch. 3. Nhất xiển đề, đoạn hạt giống Phật. Đây là 3 loại bệnh cực nặng, chỉ như bậc thinh văn duyên giác mới có khả năng trị. Tiểu Quách biết tội của mình, nhưng không thể khống chế, phải cầu thiện tri thức nhờ giúp đỡ. Khi được chỉ bày cho rồi mới sáng tỏ nhân quả, quyết định nhiếp tâm, sám hối diệt tội. Đáng sợ nhất chính là những vị thầy xưng cao nhân, tuy mặc áo Phật, nhưng lại ở trên đài cao giữa đông thính chúng ngang nhiên phỉ báng Phật pháp. Bản thân đã không tuân giữ quy củ Phật môn, lại chẳng dạy đệ tử giữ giới, còn hướng dẫn sai, khiến nhiều người lạc tà, thật đáng buồn, đáng tiếc biết bao. Thế nhưng nhất định phải thâm nhập kinh tạng, học kỹ 4 điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong kinh Lăng Nghiêm
để phân biệt rõ chánh tà, không lạc vào nẻo sai. Phật Pháp thay đổi tôi. Đây là kinh nghiệm Lý cư sĩ đích thân trải qua. Chúng ta hãy nghe bà kể. Tôi tên Lý Mẫn Huệ. Mặc dù chỉ 30 tuổi, nhưng cuộc sống đầy ắp tai nạn, thống thiết, khiến tôi cảm thấy bơ vơ, không được ai cứu giúp, nên càng chán chường, tuyệt vọng vạn bội. Cho đến khi gặp Phật Pháp, cuộc đời tôi mới có được những thay đổi hy hữu, xưa nay chưa từng có. Mẹ tôi có 10 người con, nên cuộc sống rất chật vật. Tôi là đứa thứ ba. Còn thằng em thứ 8 sinh ra rồi thì đem cho người ta nuôi. Cha tôi sớm đã qua đời. Tôi học hết lớp 3 thì bị ép thôi học. Sau đó tôi đi làm vú em, làm công. Được lò đời mài dũa, khiến bản tính vốn kiên cường bất khuất, không chịu thua của tôi càng tăng thêm nghị lực. Tôi kinh doanh một công ty, thu nhập khả quan. 19 tuổi thì gặp ông chồng hiện giờ. Bởi vì hoàn cảnh gia đình đôi bên chênh lệch khác xa nhau. Hơn nữa, tôi còn nhiệm vụ phải chăm sóc các em, trai lẫn gái. Do nhiều nguyên nhân mà chồng tôi phải đồng cư với chúng 8 năm. Bởi cha mẹ đôi bên phản đối, nên chúng tôi không thể chính thức đăng ký kết hôn. Trong thời gian này, tôi đã làm một việc khiến lòng vô cùng ăn năn. Đó là tôi từng đi nạo thai một lần. Chính vì lần phá thai ấy đã để lại di chứng xấu, khiến nhiều năm sau tôi khó thể mang thai. Đến năm 2002, chúng tôi mới chính thức cưới nhau. Sau khi kết hôn xong, chúng tôi một bề muốn có con, đã khám rất nhiều bác sĩ, nghĩ hết cách, nhưng cũng không thể như nguyện. Sau đó, vợ chồng tôi xin hai bé gái, là chị em ruột, về làm con nuôi. Trước khi biết Phật Pháp, tôi thường hay phiền não. Bản thân luôn có cảm giác mịt mờ, không rõ phương hướng. Hằng ngày, sau khi tan sở về nhà, tôi chẳng biết đi đâu. Nên về hay không về mới tốt. Vì vậy, cứ lái xe lanh quanh trên đường, tay nắm vô lăng, mà không biết mình nên đi đâu, về đâu. Vì không lấp được khoảng trống, cảm giác hụt hẫng trong tâm tư. Nên chỉ trong 5 năm, tôi đã thay tới 5 cái xe mới. Tôi tiêu xài phung phí, trong khi tâm không ngừng loạn động rối bời. Tôi nghĩ mình cũng là một người tốt, vì sao không được hảo báo? Trái lại còn phải đối mặt với quá nhiều phiền lụy, đau buồn. Gia đình tôi đang nằm trên bờ vực tan dở. Tôi khổ tâm dắt sức kinh doanh, nhưng lại bị người lập mưu chiếm của. Còn các cô em thì không biết điều, cứ liên tục kiếm chuyện gây họa. Tóm lại, đời tôi là một cuộc sống hỏng bét, rối bời. Hằng ngày tâm tư luôn bị thống khổ, nung nấu. Một lần ngồi trên xe người bạn, tôi tình cờ đọc cuốn Báo ứng hiện đời và được những câu chuyện nhân quả trong đó khai thị, khiến tôi như bừng tỉnh cơn mơ. Cuộc sống tôi từ đây bắt đầu có phương hướng. Thế là tôi lập tức từ bỏ ăn mặn, thậm chí hãy nhìn đến thịt cá là phát nôn mửa. Ngày trước, tôi đi khắp nơi khám bệnh, bốc thuốc. Sau khi dứt ăn mặn rồi, thì chẳng cần dùng thuốc nữa. Ngược lại, toàn thân cảm thấy rất nhẹ nhõm, khinh an. Tôi cũng không còn tiêu xài phung phí bừa bãi, mà đã biết tiết kiệm và dùng tiền đó để cứu giúp cho người. Tháng 10 năm 2007, tôi may mắn được Hội Kiến trúc sư Quả Khanh. Ông là người bình dị, rất dễ gần. Vừa gặp, tôi đã có cảm giác cực kỳ thân quen, giống như tương ngộ thâm tình vậy. Tôi kể lể mọi khổ đau mình đã từng trải qua cho ông nghe. Đến lúc
Ông thuyết giảng cho mọi người, thì tôi lặng lẽ ngồi vào dự thính. Không ngờ, việc lạ lại phát sinh. Trong lúc tôi đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, thì bỗng có cảm giác giống như mình đang rơi vào ổ gà. Trong đó có rất nhiều gà, vừa dơ vừa thối. Dường như tôi cũng là một con gà trong đó. Lúc ấy, toàn thân tôi phát run. Tiếp đến, tôi không ngừng nôn mửa, mà bản thân hoàn toàn không hay biết. Lúc này, mấy người bạn tại hiện trường phát hoảng, vội chạy đến hỗ trợ. Họ nhanh nhẹn đỡ dìu tôi và giúp dọn sạch những ô uế. Khi tỉnh lại, tôi hoàn toàn chẳng biết là có việc gì vừa xảy ra. Tôi vừa mới tiếp xúc với Phật giáo đã nảy sinh cảm giác rất kỳ diệu, đồng thời cũng khiến bạn bè tại đó tăng thêm tín tâm. Tôi bỗng nhớ lại, chính trong lúc mang thai, vì muốn tẩm bổ thân thể, nên suốt thời gian dài, mỗi ngày tôi ăn một con gà. Nhưng rồi tôi cũng không giữ được thai. Đúng là nhân quả báo ứng, như bóng theo hình. Từ hồi xảy ra sự tình không thể tưởng này rồi, tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, lễ Phật và tĩnh tọa. Có lần ngồi suốt 8 tiếng, cuộc sống tôi dần dần xuất hiện sự thay đổi, công việc dần dần thuận lợi. Người em gái bỏ nhà ra đi, nay đã quay về. Tôi là cột trụ cho các anh chị em trong nhà. Không chỉ có công ty, tôi còn có một tiệm thời trang nữa. Nhưng trước đây chỉ kinh doanh qua loa. Sau khi gặp Phật Pháp rồi, tôi tiến hành quy hoạch đổi mới tiệm thời trang. Việc làm dần phát đạt. Nhưng tôi nhận ra, thu hoạch lớn chính là niềm an tĩnh tâm linh. Vì lòng tôi chẳng còn chấp trước nữa. Ngày xưa, những vật không thuộc của mình, tôi cứ nắm chặt không buông, khiến tâm lực mệt mỏi. Từ lúc hiểu đạo rồi, thì tôi buông dễ dàng. Đối với những gì đã mất đi, lòng cũng chẳng còn canh cánh nhớ hoài nữa. Nhờ vậy mà tâm tư ung dung thoải mái rất nhiều. Quan hệ cùng chồng cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi còn dự tính, cuối tháng 12 năm 2007, sẽ đến bệnh viện tỉnh thực hiện phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Nhờ đã hiểu nhân quả, nên hễ có phiền não là tôi tự hóa giải. Sau đó xảy ra một chuyện lạ. Đầu xuân năm 2008, tôi mơ một điềm mộng. Thấy trong nhà có một vị mặc hoàng bào, đầu trọc, toàn thân phóng quang chói lòa. Tôi thấy mình là một trong hai thường nhân đang quỳ trước ông. Người kia chẳng biết nói gì mà bị ông đuổi ra ngoài. Còn lại một mình tôi, thì vị tỏa hào quang đó bảo: "Ngươi muốn cầu ta điều gì?" "Muốn cầu con." "Được, ta cho ngươi như nguyện." Rồi tôi thức giấc. Sau đó cảm thấy thân thể có biến chuyển khác lạ. Tôi đã ngừng uống thuốc nửa năm nay, ăn chay cũng đã hơn nửa năm. Và chuyện kỳ diệu xuất hiện. Cuối cùng, tôi đã mang thai. Điều này lạ lùng, đến tôi khó mà tin nổi. Vì vậy, tôi liên tục đến bệnh viện khám, để bảo đảm chắc chắn là mình có thai. Sau khi tôi mang thai, dù thân thể phản ứng rất lớn, nhưng tâm vui mừng khôn tả. Cảm tạ Phật Pháp, cảm tạ chư Phật Bồ Tát gia hộ, dẫn dắt tôi vào con đường chánh tín, tu theo Phật Pháp. Phật Pháp đã đem đến cho tôi lợi lạc khôn cùng. Quả báo bất hiếu. Con bất hiếu, cháu vô tình, ác tâm bỏ mẹ, cha đối chết. Thử hỏi thế nhân, tình nghĩa đâu, trời xanh chẳng tha thứ tội này. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện xảy ra tại quê họ. Hỏi rằng, đây có phải là nhân quả báo ứng như Phật nói chăng? Tại thôn X, huyện Y, thuộc tỉnh Cát Lâm, có một gia đình 8 người, trong một thời gian ngắn, xảy ra bi kịch.
mà khắp 10 phố 8 quê ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật Pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này, suốt bao năm dốc sức cày cấy nuôi dưỡng 6 người con, gồm 3 trai 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ của hồi buôn để gả con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ. Rất vất vả, khó khăn là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh, rồi qua đời. Trong thôn, ai cũng thở dài, cảm thán, nói ông bệnh khổ. Nhưng bà vợ của ông mình lại càng khổ hơn, vì ông chồng mất chưa đầy 1 tháng, thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bán thân bất toại phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc. 6 đứa con, gồm trai lẫn gái, và 6 dâu rể, tổng cộng là 12 người, chưa tính đến cháu, đã đối xử thế nào với người mẹ cả đời gian khổ này? Mới đầu, họ sắp 2 người 1 ban, luân phiên chăm sóc mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, vợ chồng 3 đứa con trai cảm thấy rất chán ngán, phiền mệt, nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa, thường nổ ra gây cãi ầm ĩ. Vì vậy, họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa. Mới đầu, 3 đứa con trai còn cho mẹ ăn uống chút đỉnh. Sau đó họ nghĩ rằng, nếu ăn uống thì phải đi nhà xí, nên 3 con dâu bắt đầu giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng, có khi cả ngày không cho bà dùng gì. Do con gái cùng 3 nàng dâu không hòa, cho nên 10 ngày nửa tháng họ cũng hiếm khi đến. Có lần 3 cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện bà yếu đến không còn sức, ghé tai sát vào mới nghe bà thều thào: "Mẹ đói, mẹ đói." Thế là họ tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ 3 nàng dâu thấy vậy phát thịnh nộ, vội chạy đến chỗ mẹ chồng lớn tiếng quát: "Trời ơi, mới ăn xong 2 chén cháo mà còn đòi ăn nữa. Trời đất ơi, làm vậy á khiến con gái của bà tưởng tụi tôi bất hiếu đó." Nhờ 3 cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng được dùng chút ít. Lúc cho mẹ ăn, 3 cô con gái thừa dịp 3 chị dâu đi vắng, bèn luồn tay vào, sờ thấy bụng mẹ hớp gầy, chứng tỏ lời 3 chị là dối trá. Thế là hôm sau, 3 cô con gái đem đến cho mẹ 6 cái trứng gà. Bà mẹ ăn ngấu nghiến, chốc lát đã hết sạch. Sau đó như được tăng sức lực, bà mách nhỏ với 3 cô con gái. "Tụi con mà không đến thì tụi nó còn nước cũng không cho mẹ ăn nữa. Tụi nó muốn để cho mẹ chết đói đó. Bữa nay được ăn ngon quá." Mấy ngày sau, 3 cô con gái mang đến cho mẹ thức ngon để tẩm bổ. Đang cho bà ăn thì bị 3 con trai nhìn thấy. Họ liền vào giựt, ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn, phẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng. Viện cớ là bệnh xuất huyết não, không thể ăn đồ bổ, dễ bị xuất huyết. Họ bảo: "Mấy cô đó, đừng có tới cho mẹ ăn, rồi không chịu cứu mẹ nha. Các cô á, mà làm cho mẹ chết á, thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ á, thì hãy rước về mà lo, đừng có mà cho ăn mà không chịu cứu mang à. Trời ơi, nếu có hiếu á, thì đem về nuôi đi. Mỗi lần tới, đem đồ ăn, thật là giả tạo. Cứ đòi ăn hoài, bà ăn rồi bà cứ đi, bà ăn mà đi rồi hoài, ai chịu nổi?" Chuyện trong nhà họ chẳng mấy chốc đồn vang. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi." Sự dẫn tâm bỏ mặt mẹ đối khác đã khiến bà cụ số mệnh khổ đau, bất hạnh, phải sớm lìa đời.
Tiếng các con bà khóc than kêu gào nghe vang trời động đất. Họ mặc áo tang đưa mẹ đi chôn. Giấy tiền vàng được ném đầy lên không, bị cơn gió lạnh phẫn nộ thổi bay tứ tán. Một tháng sau, cậu con cả bị nghẽn mạch máu não phải đi vào bệnh viện tỉnh. Tuy được cứu, nhưng trở thành bán thân bất toại. Sau đó, tay chân bị co rút. Cậu cả xuất viện mới một tháng, thì cậu hai và nàng dâu cả nối tiếp vào bệnh viện. Họ cũng bị chứng nghẽn tắc mạch máu não, được 12 ngày. Hai người này chưa xuất viện, thì cô con gái thứ hai cũng bị đồng chứng bệnh trên, phải nhập viện gấp. Cô con gái thứ hai xuất viện được 2 ngày, thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện. Không phải bị nghẽn mạch máu não, mà bị thủng bao tử. Nàng dâu ba còn đang điều trị, thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn 2 mét. Lúc đưa đến bệnh viện, tuy còn thở, nhưng toàn thân xương cốt, đa phần, đều bị gãy. Xương gối trái thì đứt, gối phải dập nát, suốt mấy tháng liền không cử động được. Tính ra, người mẹ chết chưa đầy năm, thì con trai, con gái, dâu rể đã liên tục nối nhau vào bệnh viện. Người nào ra viện cũng tốn hơn vạn tiền. Có người bình: trời ơi, bệnh viện tỉnh đã được gia đình các nghịch tử này nuôi tốt nha, vì thu được bộn tiền á. Trong thời gian đó, câu chuyện bất hiếu của họ được đồn vang. Một đồn 10, 10 đồn 100, ai cũng biết. Chuyện họ đã trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán lúc làm việc, khi nghỉ ngơi. Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong lúc luận đàm, ai cũng nhất trí nói rằng đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con mà bất hiếu. Chuyện vẫn chưa hết. Cậu cả dù bị bán thân bất toại, nhưng hôm nọ, khi di chuyển qua đường, lại bị xe tông làm tổn thương não, thành người thực vật. Nghe nói đến nay, vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu, thì cậu hai bị viêm gan, bị cơn bệnh dày vò hành hạ hơn một năm, thì chết. Sau đó, nàng dâu cả bị nghẽn mạch máu não, cũng lìa đời. Láng giềng tôi kể rằng, cháu trai cháu gái nội ngoại của bà đa số đều do một tay bà chăm sóc, nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài, không đứa nào ngó tới, nghe mà chạnh lòng. Chỉ mong các thiền tri thức dạy cho họ Phật pháp để chuyển biến vận bệnh xấu về sau này, nếu không thiên lý trừng phạt công minh, kết cuộc bi thảm của hậu bối bà thật khó mà tưởng tượng. Nghịch tử cố ý bỏ mẹ đối khác, ngầm hại chết mẹ. Tuy dân chưa mất, quan chưa tra, họ không bị quốc pháp trừng trị, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Những người con bất hiếu này, từng người một, đều thọ ác báo. Đây thật là, vạn sự vạn vật trên đời, đều đang thuyết pháp. Thiện nhân, thuyết pháp của thiện nhân. Ác nhân, thuyết pháp của ác nhân. Người thuyết pháp người, súc sinh thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu cho minh bạch, để mọi hành vi từ ăn ở đi đứng đều áp dụng pháp Phật đã dạy. Sống phải hành xử như thế nào là do bạn quyết định. Tôi đem những chuyện hiền thế báo ứng trong đời sống ghi vào quyển sách nhỏ này, chính là muốn cảnh báo nhắc nhở những người con bất hiếu nên sửa tà quy chính. Nếu không, một khi ác báo tới, có hối cũng muộn màng. Quả báo bội tính vong dĩ. Ký Văn Đông, hơn 40 tuổi. Thân mặt hiếu tan, mắt đầm đìa lệ, quỳ trước ngôi mộ mới đắp của thiến trương láng giềng, lâu thật lâu, vẫn chưa chịu rời xa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo đường đường, nhưng lại có thời thơ ấu rất thảm. Nếu như không nhờ thiếm trương quan tâm giúp đỡ, thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tuy không phải thân dân, nhưng thiếm trương đối tốt còn hơn thân dân. Lúc Văn Đông 5 tuổi, thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đông trước lúc lâm chung,
mắt đầy lệ, gửi gắm con trai lại cho anh cả và chị dâu mình, ký thác toàn bộ gia tài của ông, gồm nhà cửa khang trang, số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức, tài sản hồi môn của mẹ Văn Đông. Xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh, cậy nhờ họ quản lý thay cho bé Văn Đông. Lúc đó, anh cả và chị dâu ông chỉ trời đất thề thốt đủ điều. Họ nói với người sắp mất như thế này: chúng ta đều là người một nhà, con em thì cũng như con anh chị. Dù em không để lại tài sản, chẳng có lấy một xu, thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang nuôi cháu đến lớn khôn. Cha Văn Đông nghe những lời tràn đầy nghĩa tình này, sung sướng mỉm cười, an lòng nhắm mắt ra đi. Khi đó, cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Xong tang lễ được mấy ngày, thím Trương láng giềng bỗng nghe Văn Đông bị đánh đập khóc to. Hơn nữa, cứ cách năm ba ngày thì nghe hai bác đánh cháu, chửi mắng ôm sồn, âm vang nghe rõ mồn một. Thím Trương tốt bụng đã nhiều lần can gián, nhưng chuyện vẫn xảy ra như cũ. Sau đó, thím phát hiện bé Đông rất ít ra ngoài chơi, thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa, nhưng chẳng hề thấy nó cười. Thím Trương bèn đến gần hỏi han mấy câu, thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi, không dám nói gì. Thím Trương thấy Văn Đông ốm đi rất nhiều, hơn nữa, mặt mày thân thể đầy vết thương. Thấy thế, thím Trương không cầm được nước mắt. Dần già láng giềng, hương thôn, ai cũng biết chuyện, nhưng khi làng xã chất vấn, thì hai vợ chồng họ hung hăng nói là tại Văn Đông, lì bướng không ngoan. Bọn họ nhận lời ba thằng bé ủy thác thì có quyền quản giáo, cũng chẳng làm gì hại nó. Họ còn trách ngược lại, mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu, nào có máu mủ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ. Do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đãi cháu của hai bác Văn Đông, vả lại, người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện đồ bộ của họ, dù rất bất bình, nhưng chẳng ai giúp được gì. Một năm, rồi một năm trôi qua, thằng bé dần dần lớn lên. Thím Trương nhiều lần thừa lúc hai bác Văn Đông đi vắng, lén đút nhét, chăm bón cho thằng bé, khi tìm miếng bánh, lúc viên kẹo hoặc thứ gì đó, nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến. Thím mỉm cười, an ủi nó. Văn Đông dù đã lớn, nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách từ hai năm trước. Xuân hạ thu cứ dần qua, tới mùa đông, thím Trương thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân, nhìn nó co ro đưa tay ôm vai, run rẩy vì lạnh, bà rơi nước mắt quay về nhà, tìm y phục cũ của con mình, giặt sạch sẽ, may thêm lớp bông độn bên trong, và ngay tối hôm đó, đem sang nhà hai bác Văn Đông, nói là áo bông con mình chê không dùng, nên để cho Văn Đông mặc. Nói xong, bà tự tay mặc vào cho thằng bé. Trước khi Văn Đông thành dân, bà còn may cho nó ba bộ áo bông, không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực, có lúc còn dúi cho nó ít đồng lẻ. Cuối cùng, Chí Văn Đông cũng đã trưởng thành, thành tài, có sự nghiệp ổn định, được nhiều cô gái để ý. Khi Văn Đông đến tuổi kết hôn, anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập. Hai bác dù không muốn, nhưng vì cháu đã lớn, họ sợ lời bình phẩm của láng giềng, bớt đắc dĩ phải chiều theo. Nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn, chỉ cấp cho Văn Đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ, trống trơn, không có gì, bởi toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết. Hai người bác này có sáu người con, họ xây nhà mới khang trang cho hai con trai khi chúng thành thân. Về phần Văn Đông, đối với sự ngược đãi của bác, không hề nói một lời than oán. Mỗi khi người trong thôn bất bình đốc xúi anh đi kiện quan, thì anh nói: bác cả nuôi tôi khôn lớn,
cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu không nhờ bác cưu mang, thì tôi cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành. Nhưng có câu rằng, trai tốt chẳng tranh điền trang, gái tốt chẳng tranh đồ cưới là gì? Nếu như không học hành, không có nghề nghiệp ổn định, thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu, cũng không giữ được lâu. Tôi nhất định học tập, trau dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt, để làm việc phục vụ hương thôn mình, cho xứng đáng với sự quan tâm, yêu thương của dân làng, không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác. Dân làng rất quý phục tính dân hậu thực thà của Văn Đông, ở hiền gặp lành. Giờ đây, anh đã là một chủ xí nghiệp trong thôn, hiện có một con đang theo học tại đại học thành phố. Tiểu gia đình của anh sống rất êm ấm, hạnh phúc. Ta hãy nhìn xem, hai người bác Bồi Tín Vong Nghĩa làm trái lời thề, bị báo ứng ra sao? Họ có 6 con, gồm 4 gái 2 trai. Con gái đầu của họ 29 tuổi, thì bị bệnh sỏi thận chết. Con trai cả 29 tuổi, cũng bị sỏi thận, không bao lâu thì chết. Con gái út 29 tuổi, cũng vướng bệnh bất trị, y hệt như anh chị mình, mà tử vong, khiến ba mẹ chúng tâm kinh thịt rung, ngày đêm bất an. 6 đứa con đã chết mất 3 người, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Không bao lâu, con trai út của họ kết bè lập đảng, đi cướp bóc, gây cãi đánh lộn, bị phán 10 năm tù. Ngày y bị tuyên án, mẹ y bị xuất huyết não, từ đó nằm liệt giường, nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh, mắng chửi của con cái. Do bà không khống chế được đại tiểu tiện, thường trai dính bền chăn, có lúc nằm đó suốt ngày, không ai để ý tới. Bà cứ sống cảnh như vậy hơn 3 năm, rồi chết trong bi ai. Lúc bà chưa chết, thì chồng bà vướng phải chứng si ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm, ông đi đường không cẩn thận, vấp té, đầu đập xuống đất, và từ đó, ông ra đi vĩnh viễn. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong, thì hỏi, đây, có phải là nhân quả báo ứng không? Và chẳng đợi tôi đáp, họ tự nói, ở quê chúng tôi á, ai cũng nói, đây là trời già trừng phạt cặp vợ chồng bội tính bất nghĩa. Bởi mới nói, giống như là mùa vậy, trồng gì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên. Trước khi Phật đến nhân gian giảng pháp, thì luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên, phàm phu không hiểu, nên cứ trồi hụp trong biển khổ sinh tử, không chịu thoát ly. Chư Phật Bồ Tát từ bi, thừa nguyện trở lại nhân gian, giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải. Chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội được mang thân người này y pháp tu hành, sớm chứng bồ đề mới là con đường chân chánh trong nhân gian. Quả báo tà hạnh. Hiện nay y học đã chứng minh hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như giang mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật Pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng, hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời này, mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lể con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi, như bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp, mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong.
khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng, cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé. Càng tin sâu, đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi, thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi, nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân đã phạm tội tà dâm rất nặng. Không những phá hoại gia đình người, mà còn cưỡng hiếp, giết gái nhà lành rất ác độc, gây nên thảm cảnh người mất nhà tan. Hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn nộ căm thù, thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái. Hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong, thì bỗng nghe đuổi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn ràn rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó, dù nó chưa nói rành. Mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc. Tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó, và bảo: con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu, thì con cũng đọc thêm một câu, và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào. Và tôi quay sang cha mẹ của bé, dặn dò: hai vị phải tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thiện sự. Đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ, buông xả oán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật, thành tâm sám hối. Cha mẹ làm y theo lời tôi dặn, và chí thành tụng kinh, hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tinh tấn ăn chay, trì giới, tụng kinh niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện thì cũng xúm nhau học Phật tập tu. Nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc, sống khang kiện hạnh phúc. Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh, siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục, lấy đây làm gương, chớ nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yểu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, súc sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý trọng. Quan Âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối, năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có 4 thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy, đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó tôi cảm thấy cực kỳ bất an, trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi hãy bỏ tay xuống. Kết quả, chẳng những anh ta không nghe, mà còn phản ứng suồng sã táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu. Tôi kêu thật to: anh bán vé ơi! Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé. Còn chỉ vào tôi, trần tráo bảo: tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này trong nhóm của tôi. Trong nhóm của tôi hết trơn á. Nghe vậy, tôi thật có miệng mà nói khó khăn.
nhưng vẫn ráng giải thích. Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ, vé của tôi hãy để tôi mua. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái, rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm, hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ, bao vây áp đảo tôi, bỗng thét lên thật to. Bác Tài, mau dừng xe lại, cho tôi xuống xe. Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Trời ơi, quả thiệt tôi không nhìn được. Dừng lại, không nhìn được nữa. Dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Trời ơi, dừng xe lại đi. Dừng lại, dừng lại. Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quáng đứng dậy hết, đồng hoảng loạn la to. Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại. Trời ơi, tôi muốn xuống xe. Tài xế vừa dừng, thì bốn gã say vội nhào lăn xuống đường, rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu. Đồ thần kinh. Rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe, bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì, chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong kinh Phổ Môn nói, chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian. Lúc ách nạn tôi được thọ ân như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Chỉ cần bằng thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của Ngài.